Chào các em. Chúng ta bắt đầu bài học nhé. Unit 5 Natural Wonders of Vietnam. A closer look 1. Trong tiết học này, các em sẽ được thực hành về phần từ vựng và phần phát âm. Cụ thể như sau. Về phần từ vựng, chúng ta sẽ có một số những từ và cụm từ sau đây. Bây giờ các em sẽ đọc từ theo cô, sau đó chúng ta sẽ ghi vào vở để các em học thuộc nhé. Plaster, sun cream, sleeping bag, scissors, backpack, compass, overnight, packing, hot, usefulness, boat. explore. Còn về phần phát âm thì chúng ta sẽ được thực hành một số từ có chứa hai âm như thế này. Đó chính là âm t và d. Bây giờ các em sẽ trở lại với bài học để chúng ta làm từng phần. Các em sẽ bắt đầu với phần thứ nhất. Vocabulary. Và ở đây thì chúng ta sẽ thực hành từ vựng các bạn nhé. Vocabulary. 1. Write a word under each picture practice saying the words. Trong bài 1 này các em sẽ viết cho cô mỗi một từ ở dưới mỗi bức tranh và chúng ta sẽ thực hành để nói các từ này lên. Trước tiên thì các em hãy quan sát các bức tranh. Đây thì các bức tranh này cũng chính là những danh từ mà cô vừa mới hướng dẫn các em trong phần từ mới vừa rồi. Chúng ta thấy đây là băng keo cá nhân. Rồi kem chống nắng hay là túi ngủ. Cái kéo, danh từ scissors danh từ này luôn luôn ở dạng số nhiều các bạn nhé. Bởi vì cái kéo thì nó sẽ có hai lưỡi và nó một cái kéo thì cũng luôn luôn viết ở dạng là có s, danh từ có s số nhiều. Ba lô và cái la bàn. Các em có một số danh từ như thế này, trước khi điền thì chúng ta sẽ đọc lại các từ một lần. Plaster, sleeping bag, backpack, compass, sun cream, scissors. Và bây giờ chúng ta sẽ điền các bạn nhé ở bức tranh thứ nhất thì các em thấy đây là băng cá nhân thì chúng ta sẽ điền cho cô từ plus ở bức tranh thứ hai kem chống nắng các em sẽ điền cho cô là sun cream ở bức tranh thứ ba là túi ngủ chúng ta sẽ có là sleeping bag cái kéo là từ scissors ba lô backpack và la bàn chúng ta có từ compass two Complete the following sentences. Use the words in one. Ở bài 2, các em hoàn thành những câu dưới đây và chúng ta sử dụng những từ trong bài 1. Trước tiên, thầy các em hãy đọc trước một số những từ đã cho. Plaster, băng keo cá nhân. Sleeping bag, túi ngủ. Backpack, ba lô. Compass, la bàn. Sun cream, à, kem chống nắng. Và scissors, là cái kéo. Và bây giờ chúng ta có 5 câu bên dưới Các em sẽ chọn các từ để chúng ta điền vào cho thích hợp Câu số 1 We've lost Chúng ta bị lạc rồi Please give me the Hãy đưa cho tôi cái gì đó Như vậy khi bị lạc thì chúng ta sẽ cần cái la bàn Để chúng ta định hướng Tìm ra cái đường đi cho mình Như vậy sẽ là từ compass Đúng không các bạn Chúng ta sẽ điền vào đây là compass Câu số 2 It's so sunny today Hôm nay trời quá nắng I need to put on some uh, Put on là thoa lên, xoa lên uh, Tôi cần xoa lên một ít kem chống nắng Như vậy sẽ là uh, sun cream Câu số 3 A uh, is very useful when you go camping overnight Một cái gì đó thì rất là hữu ích khi mà bạn đi cắm trại qua đêm À, qua đêm thì chúng ta phải cần một cái dự, cái đồ để chúng ta ngủ cho nó an toàn đúng không? Hỏi à, khỏi những cái con vi trùng đốt thì chúng ta sẽ có là sleeping bag. Ở câu số 3. Câu 4, I've finished backpacking, sorry, packing. All my things are in my. Tôi vừa mới kết thúc cái việc gói đồ, tất cả những thứ đồ của tôi thì nó nằm trong cái ba lô. Như vậy các em sẽ có từ là backpack. My foot hurts. Chân của tôi bị đau. I need to put a. Tôi cần uh, một cái gì đó on my foot. Và đây các em sẽ có là plaster. Tôi cần băng keo cá nhân. Ok. Chúng ta sẽ qua bài tập tiếp theo các em nhé. Chúng ta tiếp tục luyện tập về phần từ vựng với bài tập 3. 3. Now put the items in order of usefulness number one is the most useful, number six is the least useful on holiday. Ở bài tập 3 yêu cầu như sau, bây giờ các em hãy xếp những cái mục dưới đây theo cái thứ tự của sự có ích hay là sự hữu ích. Usefulness có ích. À, số 1 sẽ là cái mà có ích nhất và số 6 sẽ là cái mà ít cần thiết nhất à, trong một cái kỳ nghỉ on holiday. Thì đây các em thấy đây là toàn bộ những cái danh từ chúng ta đã đọc ở phần đầu bài Cũng như là các em vừa thực hành ở phần 1 và phần 2 Đây là những cái danh từ chỉ những cái vật dụng mà chúng ta cần cho một cái holiday, một cái kỳ nghỉ đúng không? Vậy thì bây giờ các em hãy xem là cái nào chúng ta cảm thấy nó có ích nhất đối với mình Thì chúng ta sẽ xếp vào số 1 Và cái nào tiếp theo sẽ là số 2 Và cứ như vậy chúng ta xếp đến số 6 là 6 cái dụng cụ như thế này Phần này các em làm có thể là hơi khác nhau một chút cũng được Chứ không nhất thiết là các bạn phải giống cái đáp án như nhau các em nhé à, Bây giờ thì chúng ta sẽ làm theo một cách chung chung Ví dụ như trong một chuyến du lịch Thì đối với tất cả những thứ này Chúng ta sẽ cần cái gì trước Ví dụ như à, các em cần à, compass, Chúng ta cần có một cái la bàn trước chẳng hạn Thì các em sẽ xếp từ này vào vị trí số 1 Ở vị trí số 2 nếu như các em cần một cái túi ngủ chẳng hạn Thì chúng ta sẽ xếp từ sleeping bag Đương nhiên thì các bạn có thể đổi vị trí các từ này cho nhau Tùy ý các bạn Còn cái này cô chỉ làm giống như một ví dụ thôi các em nhé à, Tiếp theo thì cô cảm thấy là mình sẽ cần một cái ba lô Bởi vì cái ba lô thì có thể đựng cho mình rất là nhiều đồ Cho nên cô sẽ chọn từ là backpack Và cô đặt từ đó vào vị trí số 3 Và cô sẽ cần kem chống nắng cho nên cô sẽ đặt nó vào vị trí tiếp theo là vị trí số 4 và cái điều một cái hữu ích nữa là cô cảm thấy cần à, băng keo cá nhân bởi vì chúng ta sẽ cần nó khi mà chúng ta bị thương hoặc là bị đau bị như thế nào đó thì chúng ta sẽ à, cần tới băng keo cá nhân và cuối cùng thì à, cô cần đến là một cái kéo cô sẽ có từ là scissors ở vị trí số 6. Phần này chỉ là phần tham khảo thôi nhưng mà cũng nhắc nhở các em là chúng ta học thuộc các từ này các bạn nhé. Bây giờ sẽ là bài tập 4 và ở bài tập này thì các em sẽ được thực hành với phần pronunciation là phần phát âm. Pronunciation. T and d. T and d. Đây là hai âm mà chúng ta sẽ thực hành trong bài học ngày hôm nay. Thì hai âm này các em sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện ở các từ trong hai cột bên dưới. For, listen and repeat the words. Listen and repeat the words. À, phần 4 này các em sẽ nghe và nhắc lại các từ. Ở đây chúng ta có các từ và đã được chia sẵn làm hai cột. Cột thứ nhất là gồm có bốn từ có chứa âm t. Cột thứ hai bốn từ có chứa âm d. Bây giờ thì các em hãy xem trước các từ trước khi chúng ta nghe máy nhé. Và những danh từ này chúng ta đã nhìn thấy là nó rất là quen thuộc với mình. Các em đã học ở các tiết học trước như là mountain, waterfall là thác nước đúng không? Rồi desert, sa mạc, plaster chúng ta vừa mới thực hành xong là băng keo cá nhân, wonder, kỳ quan, island, đảo, guide, hướng dẫn, holiday là kỳ nghỉ. Bây giờ các Unit 5: Natural Wonders of Vietnam. Page 51. Pronunciation: t and d. Activity 4: Listen and repeat the words. T. Mountain. Waterfall. Desert. Plaster. ten wonder island guide holiday Như vậy là các em đã được nghe máy một lần đọc về các từ, các danh từ mà có chứa hai âm, đó chính là âm /t/ và âm /d/. Thì về phần này, để chúng ta nhìn thấy rõ hai âm này nó có ở trong từ như thế nào thì các bạn hãy nhìn vào cái bài tập 4 mà cô đã đưa ra đây cho các em. Các em nhìn ở cái phần chữ màu đen, bốn từ này. Thì các em thấy là những cái chữ cái mà cô đã được viết, cô đã viết màu đỏ ở đây có nghĩa là đó chính là những âm t. Còn ở bên màu xanh thì các em nhìn những chữ cái viết màu đỏ nó chính là âm d mà các em thực hành trong bài tập này. Và hơn nữa thì các bạn sẽ nhìn vào cho cô cái phần phiên âm Khi nhìn vào phần phiên âm thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái cách đọc của nó Và chúng ta thấy rõ được là cái âm t và D Nó xuất hiện trong từ này thì nó được đọc như thế nào Ví dụ như từ này các em sẽ cùng đọc lại với cô nhé Chúng ta sẽ đọc là mountain mountain Đấy, Chúng ta có âm t Hoặc là waterfall Hoặc là desert Thì nó có âm t", t ở quấy Hay là plaster plaster thì nó có sẽ có âm là t t còn bốn từ bên màu xanh này các em sẽ có âm d trong từ là wonder wonder the. island island hoặc là các em có là guide guide The, nó nằm ở cuối rồi hoặc là từ holiday holiday thì nó nằm ở trong day day có âm d À, các từ này các em cũng ghi lại và chúng ta ghi lại hoặc là chụp lại cả phần phiên âm này để các bạn thực hành lại ở nhà cho cô nhé. Các em sẽ còn một bài tập nữa đó chính là bài tập số 5. Ở bài tập 5 các em tiếp tục với phần pronunciation, phát âm. Pronunciation. T and d. Chúng ta tiếp tục với hai âm là t and d. 5. Listen and repeat. Pay attention to the bold typed parts of the words. Ở trong bài năm này các em sẽ được nghe và lặp lại. À, chúng ta chú ý vào những cái phần mà được à, uh, bôi đậm, được in đậm của những từ. Vậy thì ví dụ như trong câu 1 này các em thấy có từ hot thì có âm t ở cuối này nó được in đậm này, được hoặc là trong câu này thì có từ hat hat thì có âm d được in đậm chúng ta nhìn thấy cái những âm in đậm này đây knit met cut holiday hoặc là hot desert từ desert này có hai âm luôn âm d ở đầu và âm d ở cuối hoặc chúng ta có từ want có âm d ở cuối island d có âm d boat t, có âm d ở cuối bây giờ các em sẽ quan sát vào bài và chúng ta nghe máy nhé Unit 5 Natural Wonders of Vietnam. Page 51. Pronunciation. T and D. Activity 5. Listen and repeat. Pay attention to the bold typed parts of the words. 1. Where's my hat? Oh, it's on your head. 2. Where do they stay on their holiday? 3. I need some meat for my cat. 4. The Sahara is a very hot desert. 5. I want to explore the island by boat. Như vậy là các em đã được nghe một lần, bây giờ chúng ta sẽ tập đọc lại các câu này các bạn nhé. Ví dụ như ở câu 1 chúng ta sẽ có là Where's my hat? Where's oh, my heart? it's on your head. Oh, it's on your head. Thì những cái từ mà có chữ được bôi đậm thì từ đó sẽ được nhấn mạnh trong cái phần đọc của máy. Các em nghe lại nhé. Where's my hat? Oh, it's on your head. Where's my hat? Oh, it's on your head hat và từ hat. hat, hot. Đấy chúng ta thấy là những cái âm cuối nó rất là rõ. À cái nón của tôi ở đâu? Ồ oh, nó trên đầu bạn kia. Câu số 2. Where do they stay on their holiday? Where do they stay on their holiday? Thì các em thấy có từ do, do được nhấn mạnh với âm d hoặc là holiday, day được nhấn mạnh với âm d. Họ ở đâu trong kỳ nghỉ của họ? I need some meat for my cat. I need some meat for my cat. Tôi cần một ít thịt cho chú mèo của tôi. Ở đây cũng được nhấn mạnh với các từ như là need, meat, cat. The Sahara is a very hot desert. The Sahara is very hot desert. Sa ra là một cái sa mạc rất là nóng. Và chúng ta có từ hot. Desert. I want to explore the island by boat. I want, want, các em có từ want. To explore the island by boat. Tôi muốn thám hiểm đảo bằng con thuyền, bằng đi thuyền. Thì ở đây chúng ta có từ want, island và từ boat. Phần này các em có thể mở lại để chúng ta tập thực hành đọc lại các bạn nhé. Như vậy là các em đã hoàn thành xong bài học hôm nay và trong bài học này các em cần ghi nhớ cho cô về phần phát âm thì chúng ta có hai âm là âm t và âm d. Gồm có các từ mà có chứa hai âm này như thế này thì chúng ta sẽ ghi lại để các bạn tập thực hành đọc lại. Đồng thời các em học thuộc từ. Và đối với phần từ vựng thì các em sẽ học thuộc cho cô một số những danh từ mà chúng ta đã đọc ở phần đầu bài như thế này các bạn nhé. Và trong tiết học tiếp theo thì các em sẽ được thực hành phần A Closer Look To về ngữ pháp. Chúng ta sẽ được thực hành ngữ pháp. Và các em sẽ có 5 phần để các bạn thực hành. Chúng ta có phần động từ khuyết thiếu, động từ khiếm khuyết, must. Rồi các em có là cách sử dụng của A any, some, much, many trong bài. Tạm biệt các em.